Kinh Đại Phương Đảng Đại Tập Quyển 11 Phẩm 5 Bồ Tát Hải Tuệ Phần. Khi ấy Bồ Tát Hải Tuệ thưa Phật: Thế Tôn, Đại Bồ Tát phát nguyện gì mà có được trí tuệ như vậy? Phật nói: Thiện Nam, đó là nguyện vốn có. Đại Bồ Tát dù an trụ trong định hay không vẫn vì chúng sinh. Thiện Nam, như người có ruộng mía tốt, đất ruộng bằng phẳng. Khi muốn tưới nước, người ấy chỉ cần mở cống là nước vào khắp ruộng, không cần dùng sức. Thì Nam, Đại Bồ Tát cũng thế. Dù ở trong định, chuyên tâm suy nghĩ, hay không thiền định không suy nghĩ, vẫn luôn vì chúng sinh, làm mọi việc lành, đều nguyện cho chúng sinh mà làm, cùng hồi hướng về Pháp Phật vô thượng. Tâm Bồ Tát tịnh, giới nhẫn định tuệ cũng thanh tịnh, quán Pháp Phật và chúng sinh bình đẳng không hai. Tuy có nguyện nhưng không phải phát khởi, là không cần phát, nhưng sức của nguyện ấy đạt thấu đến chúng sinh, cùng làm mọi điều lành, cùng hồi hướng lên Pháp Bồ Đề. Thì Nam, như người chặt cây đa la, cây đổ. Thì Nam, Đại Bồ Tát cũng thế, tu tập tam muội luôn hướng đến Bồ Đề. Có người cho cây ngã không vì chặt, người cho vì chặt nên ngã, nhưng cây vẫn ngã. Bồ Tát cũng thế, mọi pháp lành đều hướng Bồ Đề, không thể không hồi hướng. Vì sao? Phải tánh của Pháp vốn vậy. Đại Bồ Tát tu Pháp lành vì không đoạn chủng tánh tham bảo, để thanh tịnh cõi Phật, trang nghiêm thân với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trang nghiêm khẩu nghiệp để khi giảng Pháp. Đại chúng thích nghe, trang nghiêm tâm quán, chúng sinh bình đẳng không hai, đạt tâm muội Phật và Pháp Phật. Bồ Tát tuy không tham cầu Pháp ấy, nhưng vẫn tự tại chứng đạt. Vì sao? Vì sức cỡ thuệ nguyện. Thiện Nam, như các đồ gốm, lúc còn ở trong khuôn thì chưa có tên. Khi đã làm xong thì tự nhiên có tên gọi. Pháp lành của Bồ Tát cũng thế. Khi chưa phát nguyện thì không được gọi là Pháp Ba La Mật. Vì thế Bồ Tát tu Pháp lành cần phải phát nguyện. Thiện Nam, như luyện vàng, chưa thành đồ vật thì chưa có tên. Khi thành mới được gọi là vật trang sức. Pháp lành của Bồ Tát cũng vậy. Chưa phát nguyện thì chưa được gọi là Ba La Mật. Thiện Nam, như tỳ kheo muốn nhập diệt định, trước phải phát nguyện: Ta nhập định, nghe tiếng kiền trụy sẽ xuất định. Sự thật trong định không có kiền trụy, nhờ sức của nguyện nên tiếng kiền trụy vang lên, tỳ kheo xuất định. Thiện Nam, Đại Bồ Tát cũng thế, vì thương chúng sinh nên phát nguyện: Ai chưa được độ ta sẽ độ, ai chưa được giải thoát ta sẽ giúp chúng giải thoát. Khi tu Bồ Đề, nhập tam muội sâu xa với sức của Đại Bi, nghĩ đến chúng sinh, không chứng quả vị thanh văn, bích chi Phật. Vì thế tuy tu 37 phẩm trợ đạo, nhưng Bồ Tát không đạt quả. Thiện Nam, hành nghiệp của Bồ Tát là không thể nghĩ bàn, tuy nhập định sâu, nhưng không chứng quả sa môn. Thiện Nam, như có hai người muốn vượt qua cùng vùng có lửa lớn. Một người mặc giáp kim can đi qua, một người mặc áo cỏ khô, bị lửa thiêu rồi. Vì sao? Vì cỏ dễ cháy, kim can bền chắc. Đại Bồ Tát cũng thế, vì thương chúng sinh, chuyên niệm Bồ Đề, trang nghiêm vô lượng tam muội, thâm diệu. Nhờ sức của tam muội nên vượt trên quả vị thanh văn chuyên giác, không chứng quả. Sau khi xuất định, đạt đạo, chánh giác, tam muội Như Lai. Người mặc áo cỏ dù cho hàng thanh văn chán ghét sinh tử, không có tâm từ bi với mới với mọi loài, nên không vượt quả vị thanh văn chuyên giác. Vì sao? Vì hàng nhị thừa thấy đủ trong phước đức Bồ Tát không thấy đủ. Áo kim can dụ cho không vô tướng vô nguyện, lửa lớn dụ cho các pháp hành. Đại Bồ Tát quán tất cả pháp là không vô tướng vô nguyện nên không chứng quả sa môn. Thế Tôn, Đại Bồ Tát đầy đủ mọi việc không thể nghĩ bàn, tu tam muội nhưng không chứng, dầu lửa sinh tử không bị đốt. Đại Bồ Tát thành tựu phương tiện nhập tất cả định, không bị mê hoặc nơi định, vì đủ phương tiện nên làm mọi việc vẫn không đắm nhiễm. Tuy vì là kẻ tà chấp, giảng quả sa môn, nhưng không tự chứng quả sa môn. Phật nói: hay thay đúng như lời ông nói. Thiện Nam, như ba thứ thuốc nhuộm đựng trong một vạn một vật, đó là thuốc lai sai, quốc kim, thanh đại, dùng để nhuộm ba loại áo là áo già, áo lông, áo kiều sa da. Áo lông ngâm vào nước gạo sẽ có màu xanh, áo già ngâm trong nước sạch thành màu vàng, áo kiều sa da
trước ngâm vào nước tro sẽ có sắc đỏ. Ba thứ ấy tuy cùng một vật đựng nhưng màu sắc khác nhau. Thì nam, hàng ba thừa cũng thế, vật đựng dụ cho không, vô tướng vô nguyện, ba màu dụ cho thanh văn duyên giác Bồ Tát, ba loại áo dụ cho ba bồ đề không, vô tướng vô nguyện cũng không nghĩ là cho quả này, không cho quả kia. Thiện nam, áo lông dụ cho thanh văn, áo dạ dụ cho duyên giác, áo kiều sa gia là dụ cho Bồ Tát. Đại Bồ Tát nhìn các pháp như điếc như công, không có chúng sinh. Thế thế nên tâm không tham đắm, không hối hận, vì tâm đã hiểu rõ, với chúng sinh tự không làm lợi cũng không phải là không làm lợi, vì chúng sinh tu tập đại bi. Thiện nam, như báu lưu ly thanh tịnh tuy bị vùi trong bùn cả trăm năm, tánh của nó vẫn trong sạch. Khi lấy ra nó vẫn như xưa. Đại Bồ Tát cũng thế, biết rõ tánh của tâm thanh tịnh, vì bị khách trần là phiền não nhiễm ô. Kỳ thật phiền não của khách trần cũng không làm cấu nhiễm được tâm thanh tịnh, nhưng ngọc báu trong bụng vẫn không bị nhơ. Đại Bồ Tát nghĩ, nếu tánh của tâm ta bị phiền não nhiễm ô, làm sao ta hóa độ chúng sinh? Vì thế Bồ Tát thường thích tu tập trang nghiêm phước đức. Vào các cõi cúng dường tam bảo, vào trong chúng sinh diệt trừ kết sử, ở nơi tham không khởi tâm tham, hộ trì chánh pháp, thích bố thí, đầy đủ tịnh giới, trang nghiêm nhẫn nhục, tu tập tinh tấn, trang nghiêm thành định, tu tập trí tuệ, học rộng, thanh tịnh phạm hạnh, tu 37 phẩm trò đạo và thần thông. Thì nam, Đại Bồ Tát làm mọi việc nhưng không bị phiền não nhiễm ô, không nắm nơi ba cõi. Đại Bồ Tát đủ sức công đức của phương tiện lành, tuy vào ba cõi nhưng thân tâm không bị cấu nhiễm. Thiện nam, như trưởng giả chỉ có một người con nên rất thương yêu. Đứa con vui chơi rơi vào hầm xí, người mẹ nhờ một cớm không cứu con. Người cha mắng người mẹ rồi vào hầm xí kéo con ra, tắm rửa sạch sẽ. Vì yêu thương nên không nhờ một cớm. Thiện nam và chồng trưởng giả dù cho thanh văn chuyên giác, Bồ Tát, hầm xí dù cho ba cõi. Con dù cho chúng sinh, người mẹ không cứu con dù cho thanh văn chuyên giác. Người cha cứu con, dù cho Bồ Tát, yêu thương là đại bi. Đạo Bồ Tát đủ các phương tiện vào ba cõi mà không bị cấu nhiễm. Vì vậy đạo có hai, thanh văn Bồ Tát. Thanh văn chẳng ghét ba cõi, Bồ Tát không ghét bỏ ba cõi. Thiền nam, Đạo Bồ Tát tu tập không, vô tướng vô nguyện, tuy vào các cõi nhưng không bị bị đọa lạc. Không đọa nơi sinh tử, không chứng sa môn. Và ba cõi là phương tiện, không chứng là trí tuệ. Thiền nam, Đại Bồ Tát quán tất cả pháp không có hai tướng. Pháp bình đẳng, chúng sinh cũng bình đẳng, niết bàn cũng bình đẳng, đó là trí tuệ. Quán chúng sinh như thế, không chứng niết bàn là phương tiện, bố thí thanh tịnh là tuệ, phát nguyện hồi hướng là phương tiện. Thế Tôn, thế nào là trí tuệ và phương tiện thanh tịnh? Thiền nam, Bồ Tát không thấy chúng sinh, ngã, thọ mạng, sĩ phu là trí tuệ. Tu tập không, vô tướng vô nguyện, hồi hướng căn lành, độ sinh lên bồ đề là phương tiện. Lại nữa thiện nam, biết căn tánh thường trung hạ của chúng sinh là trí tuệ, tùy thuận thuyết giảng là phương tiện, trí thanh tịnh nên vào các cõi mà không bị nhiễm, phương tiện thanh tịnh nên hành pháp nhị thừa vẫn không cầu chứng. Thiện nam không nhiễm phiền não là tuệ, điều phục chúng sinh hướng bồ đề vô thượng là phương tiện. Bồ Tát phát nguyện giúp chúng sinh đạt vô số tài bảo phước đức, nuôi lớn căn lành. Hữu học, du học, thanh văn chuyên giác, Bồ Tát. Tự ý đạt pháp là phương tiện, tòa trì pháp Phật, giảng thuyết phân biệt không cùng tận, không chướng ngại. Có ý nghĩa, tùy thuận, tùy sở thích là trí tuệ. Bồ Tát thọ sinh các cõi không mất tâm bồ đề vô thượng là trí tuệ. Vào các cõi là mọi việc lành, nguyện giúp chúng sinh là phương tiện. Từ trí tịnh biết bồ đề không dừng, không căn. Từ phương tiện tịnh độ sinh hướng tới bồ đề. Thế Tôn, Đại Bồ Tát thành tựu hai tịnh, mọi việc làm đều là bồ đề, vì sao? Bị trong các pháp có ám chướng, trừ ám chướng là bồ đề, vì thế Bồ Tát không rời bồ đề. Nếu Bồ Tát nghĩ ta lìa bồ đề thì không đạt bồ đề, nếu nghĩ ta đạt bồ đề thì bồ đề đó có tịnh không tịnh, quán các pháp như thế là đạt bồ đề, đó là phương tiện tịnh. Thiện nam, vô lượng A Tăng Kỳ kiếp trong đời, thời quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu Vô Biên Quang, là đấng Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh, túc thiện thệ thế gian giải,
do thường sĩ, điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Có nước tên Bất Thuấn, kiếp tên Quang Vị, lúc Đức Phật ngồi nơi tòa Bồ Đề chưa thành chánh giác. Các Bồ Tát một đời thành Phật, và Bồ Tát không thấy chuyện ở mười phương đều đến chỗ Phật cúng dường hoa thơm ca bằng bảy cây đa la. Sau khi thành đạo, Phật phóng ánh sáng chiếu soi khắp mười phương. Chư thiên thấy vậy đều nói, Phật vô biên quang đã hiện ở đời. Có Phật vô biên quang trang nghiêm đẹp đẽ như cung trời ta hóa tự tại 10.000 năm trước của kiếp cả đất đó. Có Đức Phật ra đời, hiệu là Quang Vị, nên kiếp ấy được gọi là Quang Vị. Thiện Nam, trong kiếp Quang Vị có 14 ức Đức Phật xuất thế. Cõi Phật vô biên quang có 9.600.000 nước nhỏ. Mỗi nước rộng 84.000 do tuần, có 84.000 thành. Thành rộng 1 do tuần, mỗi thành có 84.000 dân. Cõi ấy có những việc như thế, được trang nghiêm bằng 4 loại báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, đều giàu có. Dân ở đó không chấp ngã, sở hữu của ngã, như cõi Úc Đơn Việt phương Bắc. Tuổi thọ của Đức Vô Biên Quang là 10 trung kiếp. Đức Phật có 9.600.000 ức chúng thanh văn, 1.200.000 chúng Bồ Tát, có hai thành tên Lạc Tịnh. Đức Phật ra đời ở thành Tịnh, lớn lên ở thành Lạc. Ở đó có vua tên Tịnh Thanh, nhà vua giàu có, độ bảy báu, thống lĩnh cả tam thiên đại thiên cõi nước. Có 36.000 hậu cung thể nữ, xinh đẹp không khác chư thiên. 10.000 người con trai dũng mãnh, đủ 28 tướng tốt, đều phát tâm Bồ Đề vô thượng. 8.000 con cái tươi đẹp thuần tịnh như thiên nữ, đều phát tâm Bồ Đề vô thượng. Suốt hai kiếp, nhà vua cúng dường Phật, Bồ Tát và chúng thanh văn, xây dựng làng báu rộng 5 do tuần để cúng Phật. Trong làng báu, vua xây cho 10 dạng đầu báu để cúng dường chư tăng. Nhà vua và hoàng tộc đều tu phàm hạnh thanh tịnh. Đức Phật độ vô số chúng sinh học Pháp Đại Thừa, vô số chúng học Thanh Văn Thừa. Cúng dường Phật xong, vô cùng thân tộc đến chỗ Phật, lạy Phật đi quanh bên phải, cung kính quỳ gối chắp tay thưa Phật. Thế Tôn, đều là Bồ Tát hành Pháp Đại Thừa, không nghe lời người khác, rốt ráo thọ sinh, đạt không nơi trụ, đạt trí tuệ không lay động. Trí tuệ thanh tịnh, thái rộng các căn lanh lợi, trang nghiêm cõi Phật, không buông lung, không kinh sợ khi nghe Pháp sâu xa, được gọi là Bồ Tát. Phật nói, Đại Vương, có bốn pháp người tu hành Đại Thừa không nghe theo lời người. Giao đời, giới niềm tin Phật, quán thánh Pháp bằng trí tuệ, đầy đủ thần thông, siêu tu, để độ sinh. Đại Vương có bốn pháp để đạt thọ sinh rốt ráo, biết pháp lành để điều phục tâm, không tham dục lạc điên, tu tập từ bi vì chúng sinh, tích Pháp Đại Thừa. Đại Vương có bốn pháp để đạt không có nơi trụ: tịnh tâm, trang nghiêm thanh tịnh, trừ dối trá, tu trí kiên định để trọn phước đức. Đại Vương có bốn pháp để đạt trí tuệ thanh tịnh mắt, độ sinh bằng bốn nhiếp pháp, thanh tịnh bằng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thanh tịnh quả Phật, quán pháp giới thanh tịnh. Đại Vương có bốn pháp để thấy rộng và các căn lanh lợi, không bỏ tâm Bồ Đề khi ăn trụ nơi quả Bồ Đề. Niệm trí tuệ Phật như không chấp trí, niệm pháp thân, tu không, vô tướng, vô nguyện, nhớ nghĩ về niết bàn của Phật, không chán ghét sinh tử. Đại Vương có bốn pháp để trang nghiêm cõi Phật và không buông lung, thọ thân để thích để độ chư thiên, giúp họ không buông lung, thọ thân phạm thiên độ chư thiên không buông lung, thọ thân chuyển luân thánh dương giáo hóa chúng sinh không buông lung, thọ thân đại thần trượng giả giàu có độ chúng sinh không buông lung. Đại Vương có bốn pháp khiến tâm không kinh sợ khi nghe pháp sâu xa, gần gũi bạn lành, được nghe pháp sâu xa, khéo có thể tư duy, an trụ đúng pháp. Đại Vương có bốn pháp để được gọi là Bồ Tát: cầu ba la mật, tu tập tâm bi vì chúng sinh, thích học pháp Phật, không hối hận khi độ sinh. Thiện Nam, nghe pháp này, vua Tịnh Thanh và thân tộc đều đạt pháp nhẫn vô sinh, vua bèn bỏ cõi nước ở trong pháp Phật xuất gia tu đạo. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với vua: Đại Vương, ông xuất gia là thành tựu báo Phật, tên hiểu như thế là đại báo công đức lợi ích. Đại Vương, Bồ Tát xuất gia có 24 lợi ích: bỏ việc thế gian được tự tại, trừ phiền não đạt giải thoát, mặc áo ca sa đạt đạo không nhiễm, đối bốn việc đạt bốn tánh, thích hạnh đầu đà,
trừ dục ác và dục lớn, không bỏ giới, được hưởng an lạc nơi trời người. Không bỏ bồ đề, đạt pháp Phật, thất nhàn tịnh, không bàn việc thế gian, không chấp pháp, tâm thanh tịnh, đủ thiền định, đạt thiền định, học rộng đạt trí tuệ, trừ kiến mạng đạt trí tuệ, đoạn tà chấp, thấy đúng, không giác quán vì biết thật về pháp giới, bình đẳng nhìn đời, đạt đại từ, siêng năng không mệt độ sinh, đạt đại bi, hộ pháp không tiếc thân mạng, tâm thanh tịnh đạt thần thông, niệm Phật thấy pháp Phật, khéo tư duy đạt trí sâu xa, quán 12 nhân duyên, chứng thuận nhẫn, thành tựu vô sinh nhẫn, tinh công đức đạt trí tuệ Phật, nghe pháp đó nhằm vô liền giáo hóa con cái, thần dân trong nước, nơi có 99.000 ức người xuất gia. Thiền Nam sau khi xuất gia, Tỳ kheo tịnh thanh thưa Phật: Thế Tôn, thế nào là xuất gia? Phật nói: Tỳ kheo, ông ta là tịnh thanh nên luôn làm thanh tịnh cõi mình, cõi nước thanh tịnh được gọi là tỳ kheo, là xuất gia. Nghe Phật dạy, tỳ kheo tịch tỉnh tư duy, cảnh giới là đối tượng quán của mắt. Mắt không là thanh tịnh cảnh giới. Cõi tịnh chính là cõi Phật. Mũi lưỡi thân cũng thế. Ý là cảnh giới. Quán ý không, tức là thanh tịnh cảnh giới. Cảnh giới thanh tịnh chính là cõi Phật, là một, là không, là vô tướng. Không chúng sinh, vô nguyện, không tạo tác, vô di. Thiền Nam sau khi quán sát như thế, tức thời đạt được tâm khinh an, thân khinh an. Thân tâm khinh an rồi thì đạt được vô lượng thần thông. Đạt thần thông rồi, lại đạt được môn Đà Na Ni, lạc thuyết vô ngại. Thiền Nam, ông nên biết tỳ kheo tịnh thanh lúc đó không phải người nào xa lạ mà chính là ông. Thân tộc của tỳ kheo tịnh thanh chính là chúng Bồ Tát đến cùng ông. Khi giảng nói pháp y đế mục đa già này, có 1.800.000 người phát tâm bồ đề vô thượng, 8.000 chúng sinh đạt nhẫn vô sinh. Thiền Nam, ông muốn đạt bồ đề vô thượng nên giảng đúng pháp, an trụ đúng pháp, ý ấy ra sao? Thiền Nam, có người tự nói: Ta sẽ thành Phật, xin trao pháp cho. Chân đồi không thọ trì, đọc tụng, phân biệt giải thích kinh điển phi diệu, không giữ gìn tịnh giới. Không biết đủ, đạt một chút pháp lành đã từ thỏa mãn. Kẻ đó dối trá, không nói đúng pháp, không an trụ đúng pháp. Người nào tự nói tôi sẽ thành Phật, xin trao pháp cho. Sau đó thọ trì, đọc tụng, giữ gìn tịnh giới, siêng năng tu tập, ít muốn biết đủ, không thỏa mãn với pháp đã đạt. Người ấy không hư dối, an trụ đúng pháp, nói đúng pháp. Thiền Nam như quốc vương thiết yến mời tân khách. Khách đã đến nhưng yến tiệc chưa bày, tân khách đều nói hôm qua nhận lời mời của vua nên nhà không làm cơm. Giờ đến đây lại chẳng có gì, tất cả đều chê trách buồn rầu. Thiền Nam, Đại Bồ Tát xin thức ăn chánh pháp nhưng lại không thọ trì, không giữ giới, chẳng siêng tu, không tu 37 phẩm trợ đạo nên chúng sinh chê trách, trời người oán thán. Thiền Nam, Đại Bồ Tát nên làm như lời nói, không nên khi dối chúng sinh. Là nữa thì Nam, có chúng sinh tỉnh Bồ Tát thuyết giảng, Bồ Tát hứa giảng nhưng lại không thực hành. Thấy vậy, chúng sinh khuyến dụ Bồ Tát giảng nói. Nhưng khi chúng sinh hỏi về nghĩa sâu xa, Bồ Tát không thể đáp được. Do vậy tự hổ thẹn, chỉ biết tự bảo vệ mình, dối chúng sinh nên tất cả đều lánh xa. Thì Nam, Bồ Tát muốn an trụ đúng pháp, không tiếc thân mạng bảo hộ chúng sinh. Thì Nam, xưa kia có một sư tử chúa ở trong hang sâu thường nghĩ, ta là vua trong các loài thú, cần bảo vệ tất cả. Lúc đó có 2 con khỉ sinh con. Chúng đến nói với sư tử chúa, nếu đại vương đã hứa bảo vệ muôn thú, chúng tôi xin gửi 2 con, chúng tôi cần đi tìm thức ăn. Gửi con xong, chúng ra đi, khế trong núi có một chim thú, tên lợi kiến. Thấy sư tử ngủ, liền đến bắt 2 khỉ con, đem tới một nơi hiểm trở. Khi thức dậy, sư tử hướng về chim thú nói kệ. Tôi nay xin thưa đại thứ vương, hết lòng nghe kỹ lời tôi nói, xin trả lại cho 2 khỉ con. Đừng để thất hứa, rất hổ thẹn. Chim thú nói kệ đáp lời sư tử, ta đủ khả năng bay trong không. Khỏi lãnh thổ, người nào lo sợ, nếu muốn bảo vệ 2 khỉ con, nên đem thân mình nạp cho ta.
Sư Tử đáp, ta nay bảo vệ hai khỉ con không tiếc thân này tự cỏ khô, nếu vì giữ thân mà nói dối, làm sao gọi là giữ đúng lời. Nói xong, Sư Tử đến chỗ keo định hủy thân, Chiên Thiếu liền nói kệ, nếu vì kẻ khác bỏ thân mình sẽ được thọ hưởng lạc vô thượng, tôi xin trả lại hai khỉ con. Kính mong đại vương đừng tự hại. Thì nam sư tử chúa kia chính là ta đây. Khỉ đực là Ca Diếp. Khỉ cái là Tỳ Kheo Ni Thiện Hộ. Thì nam hai khỉ con là A Nan và La Hồ La. Chim thiếu chính là Xá Lợi Phất. Thì nam Bồ Tát không tiếc thân mạng bảo vệ kẻ nương tựa mình. Thì nam thế nào là làm đúng lời? Bồ Tát nói sẽ bố thí. Thì liền ban cho. Nếu nói giữ giới thì hóa độ tất cả cùng giữ giới như mình. Nếu nói tu hành nhẫn nhục thì giáo hóa chúng sinh cùng tu hành nhẫn. Nếu nói tinh tấn tu tập pháp Phật thì dạy mọi người cùng tinh tấn tu tập pháp Phật. Nếu nói tu tập thiền định thì độ chúng sinh cùng tu thiền định trừ tán loạn. Nếu nói tu trí tuệ thì phân biệt đúng pháp và làm như lời, đó là Bồ Tát làm đúng lời. Thì nam, nếu Bồ Tát nói đoạn trừ tất cả pháp ác, liền tu tất cả pháp lành, đó là Bồ Tát làm đúng lời. Thiền nam trang nghiêm là nói đúng pháp. Rốt ráo là làm đúng pháp. Phát tâm là nói đúng pháp. Chí tâm là làm đúng pháp. Phát tâm là nói đúng pháp. Không thái tâm là làm đúng pháp. Thanh tịnh khẩu nghiệp là nói đúng pháp. Thanh tịnh thân là làm đúng pháp. Vì là thọ giới là nói đúng pháp. Chuyên tâm giữ giới là làm đúng pháp, phát tâm Bồ Đề là nói đúng pháp, hành đạo Bồ Tát là làm đúng pháp. Trụ nhẫn địa là nói đúng pháp, trụ địa bất thoái là làm đúng pháp, đạt thân một đời thành Phật là nói đúng pháp, đạt thân tối hậu là làm đúng pháp, đến nơi cây Bồ Đề là nói đúng pháp, đạt quả Bồ Đề là làm đúng pháp. Thì nam, đó là Bồ Tát nói đúng pháp, làm đúng pháp. Lúc giả nói pháp này, có 500 Bồ Tát trụ nơi địa nhẫn vô sinh. Khi ấy trong chúng hội có một Bồ Tát tên Liên Hoa Thư Phật. Thế Tôn, như lời Phật dạy, nói đúng pháp, làm đúng pháp. Thật là không thể nghĩ bàn. An trụ như Phật là nói và làm đúng pháp. Thì nam, việc này ông có hiểu không? Đã hiểu thưa Thế Tôn, biết chánh pháp là chân thật, tức an trụ đúng pháp. Bồ Tát Sơn Vương thưa, Thế Tôn, pháp không chỗ trụ là an trụ đúng pháp. Vì sao? Vì thấy tất cả pháp đều không có giác biết. Vì không giác biết nên không thấy pháp nào gọi là giác. Đã không có pháp, làm sao có trụ? Thả như thế là an trụ đúng pháp. Bồ Tát Phước Đức Vương thưa, Thế Tôn, tùy tâm là không an trụ đúng pháp. Bồ Tát Quán Ý như huyễn là không trụ, không trụ là an trụ đúng pháp. Bồ Tát Diên Đăng thưa, Thế Tôn, không tâm tham là an trụ đúng pháp. Thế nào là tâm tham? Nghĩa là có tổn, có ích trong pháp. Nếu không tâm tham là an trụ đúng pháp. Bồ Tát Nhật Tử thưa, Thế Tôn, Bồ Tát tham chấp là động, không chấp pháp là không động, không động là an trụ đúng pháp. Bồ Tát Dũng Kiện thưa, Thế Tôn, thế gian chạy theo tâm hành, biết tâm hành là an trụ đúng pháp. Bồ Tát Nhạo Kiến thưa, Thế Tôn, như Phật dạy, vì thọ nên có khổ. Nếu không thọ thì các thọ đều đoạn, không thủ thì các thủ đều trừ. Tuy không thọ, không thủ, nhưng không bỏ chúng sinh, đó là an trụ đúng pháp. Bồ Tát Hương Thượng Vương thưa, Thế Tôn, tất cả chúng sinh đều có cánh nặng là năm ấm. Để biết rõ năm ấm, không thấy năm ấm, bỏ cánh nặng, không thấy các pháp. Là gánh nặng, là ăn trụ đúng pháp. Bồ Tát Trì Thế thưa, Thế Tôn, vào thế gian là không ăn trụ đúng pháp. Trang nghiêm chánh pháp là ăn trụ đúng pháp. Trang nghiêm chánh pháp là thấy các pháp như hư không. Bồ Tát Kiên Ý thưa, Thế Tôn, Bồ Tát không thấy chúng, thấy trong sinh có sinh, trong diệt có diệt, là cũng không thấy tánh sinh diệt là ăn trụ đúng pháp. Bồ Tát Quang Minh biến chiếu cao quý Đức Vương thưa, thật biết về Niết Bàn, thấy pháp là diệt, gia không sinh diệt, tất cả chúng sinh đều có tánh Phật, tu tập trang nghiêm để hướng Bồ Đề là an trụ đúng pháp. Bồ Tát Quang Vô Ngại thưa,
có nơi hành là nghiệp ma, là không an trụ đúng pháp. Không thấy nơi hành là trợ nghiệp ma, an trụ đúng pháp. Bồ Tát Tịnh Tấn thưa, Thế Tôn, nếu nghĩ ta sẽ đạt pháp, vì đạt pháp nên siêng năng tu tập, sự siêng năng đó là không. Nếu quan sát các pháp là không định, vì không định nên siêng năng tu tập đó là an trụ đúng pháp. Bồ Tát Quá Tam Ác Đạo thưa, Thế Tôn, tất cả các pháp là không tạo tác, không thay đổi, không giác quán. Không giác quán là tánh của tâm, thấy tánh của tâm vốn tịnh là an trụ pháp. Bồ Tát Bất Khả Tư Nghị thưa, Thế Tôn, biết tâm của chúng sinh là không tạo tác, không thể tư duy. Nếu tư duy về pháp, không thể tư duy là an trụ đúng pháp. Bồ Tát Nhạo Tịnh thưa, Thế Tôn, Bồ Tát làm thanh tịnh cảnh giới của tâm là trừ hết lậu hoặc. Trừ hết lậu hoặc là chánh hạnh là an trụ đúng pháp. Bồ Tát Thương Chủ thưa, Thế Tôn, Bồ Tát đủ pháp lành thanh tịnh trang nghiêm phước đức trí tuệ. Quán hai pháp trang nghiêm đó là bình đẳng không hai, vì công đức bình đẳng, trí tuệ bình đẳng. Với trí tuệ bình đẳng, quán công đức bình đẳng, không sai biệt là an trụ đúng pháp. Bồ Tát Duy Ma Cật thưa, Thế Tôn, không quán hai pháp là an trụ đúng pháp, không thấy pháp giới hư hoại, sai biệt là an trụ đúng pháp. Bồ Tát Y Thiện thưa, Thế Tôn, Bồ Tát căn cứ nơi nghĩa chánh, không căn cứ nơi văn tự, từ nghĩa chánh, thọ trì, độc tụng, giảng thuyết 84.000 pháp môn, không quên mất, không dao động là an trụ đúng pháp. Bồ Tát Tịnh Ý thưa, Thế Tôn, Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, chuyên hộ trì tâm Bồ Đề, khi tu Bồ Đề biết rõ về pháp, về tánh pháp. Tánh pháp không phải xứ, phi xứ là an trụ đúng pháp. Bồ Tát Tất Cánh Tịnh Ý thưa, Thế Tôn, Bồ Tát trừ sạch cấu uế, không bị phiền não nhiễm tâm, là đạt thanh tịnh rốt ráo. Tâm thanh tịnh là làm theo chánh giác, là an trụ đúng pháp. Bồ Tát Hại Tuệ thưa, Thế Tôn, gần gũi bạn ác là không an trụ đúng pháp, không tu pháp thánh là không an trụ đúng pháp. Nếu gần gũi bạn ác là tạo nghiệp ma, đoạt cõi ma. Thế Tôn, ai muốn đoạn nghiệp ma, không vào cõi ma, trừ pháp ác thì nên gần gũi bạn lành. Phật hỏi Thiện Nam, ông có thật biết về nghiệp ma không? Đại biết thưa Thế Tôn. Thiện Nam, ông nên giảng cho vô số Bồ Tát biết. Thế Tôn, nghiệp ma là nhãn sắc. Người thấy sắc khởi tâm tham đắm là nghiệp ma, cho nên ý pháp cũng thế. Thế Tôn, Bồ Tát hành bố thí ba la mật cho tất cả không tiếc. Thêm tiếc tài vật thì không cho, phân biệt người nhận vật cho người cho là nghiệp ma. Thế Tôn, Bồ Tát hành nhẫn nhục ba la mật, nhẫn nhịn kẻ mạnh, nhưng cũng nhịn nhường kẻ yếu, ngọt dịu khiêm hạ với kẻ mạnh, thô bạo khinh thị kẻ yếu là nghiệp ma. Thế Tôn, Bồ Tát hành hạnh tinh tấn ba la mật, giảng pháp thanh văn chuyên giác Bồ Tát. Khi tu tập Bồ Đề thì khinh thường thanh văn bích chi Phật, không giảng pháp thích lập việc thế gian. Không thích cúng dường cung kính tam bảo, cúng hoa hương cờ phướng kỹ nhạc. Không tôn trọng, khen ngợi, không thích học rộng, không gần gũi người đa văn là nghiệp ma. Thế Tôn, Bồ Tát hành thiền ba la mật, đạt thiền định nhưng không điều phục chúng sinh, luôn hối tiếc, đắm pháp lạc, trách người giảng pháp, không bàn luận, khen ngợi tịch tỉnh, tham thiền vị, ghét hai cõi, thích thân vô sắc, sống lâu, nhưng không gặp Phật, không nghe chánh pháp, xa bạn tốt, không biết phương tiện thọ xả, tu xả là nghiệp ma. Thế Tôn, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, biết nhân quả, không độ sinh bằng bốn nhiếp pháp, không biết căn tánh thường trung hạ của chúng sinh là nghiệp ma. Thế Tôn, Bồ Tát thích tịch tỉnh, thọ nhận lạc tịch tỉnh, không thích nghe, học hỏi pháp. Nhờ tịch tỉnh nên phiền não không khởi, vì không khởi nên không biết, cho là biết, chưa đoạn cho là đã đoạn, chưa chứng cho là đã chứng, chưa tu nói là đã tu, không hiểu thật nghĩa là nghiệp ma. Thế Tôn, Bồ Tát học rộng, nói những lời hay, vui, vi diệu, mềm mại, thích, vì lời dưỡng như y phục thuốc men nên thuyết pháp. Do người tin hiểu, chuyên tâm lắng nghe lại không giảng dạy cho, kẻ phóng túng đem vật cúng dường liền giảng pháp. Đáng giảng thì không giảng, không đáng dạy lại dạy, đó là nghiệp ma. Thế Tôn, Bồ Tát giảng tạng pháp bí mật sâu xa, có chư thiên, người đặt tha tâm trí, Bồ Tát biết thế lại không vui, tự nghĩ, ta vì chánh pháp của Như Lai mà đến, không vì lời lẽ thiện cận của thế gian. Đó là người muốn hủy hoại chánh pháp của Như Lai,
không muốn pháp tăng trưởng. Ai hủy pháp Phật ta không thích gặp rồi bỏ đi, đó là nghiệp mà. Thế Tôn, Bồ Tát xem kẻ ác là bạn tốt, kẻ ác ấy không độ sinh bằng bốn nhiếp pháp, không học rộng, không giáo hóa mọi loài, không giảng pháp xuất thế, thích nói pháp thế gian, không biết pháp thời nghĩa là nghiệp ma. Thế Tôn, kẻ ác tri thức không phân biệt giảng nói pháp thanh văn chuyên giác Bồ Tát Phật, không giúp chúng sinh tu đại từ bi, trừ tám nạn, tu bố thí, giữ giới, không nói lời êm dịu, không gần gũi, bình đẳng chỉ dạy, không nói đạo Phật sâu xa khó đạt, phải khổ luyện trong nhiều kiếp mới đạt, đó là kẻ ác là nghiệp ma. Thế Tôn, Bồ Tát khởi tâm kiêu mạn, không cúng dường Phật pháp tăng sư trưởng hòa thượng cha mẹ bậc tôn túc, bạn cùng học cùng thầy, không gần gũi học hỏi người hơn mình, đang dù nghe vẫn quên, thích gần gũi, thích gần kẻ thua mình. Do vậy dần nuôi lớn pháp ác, xa lánh pháp lành. Thế Tôn, như biển sâu tất cả các dòng sông đều đổ về, cũng thế Bồ Tát không kiêu mạn thì nuôi lớn pháp lành, Bồ Tát kiêu mạn là nghiệp ma. Thế Tôn, như người trồng cây chim ba ở vùng đất cao, vì thấy nước thường đổ về nên đắp đê cao, đất càng cao thì không có nước, dần dần cây cối khô héo chết hết. Thế Tôn, Đại Bồ Tát cũng thế, vì nhiều kiêu mạn nên không cần bản lành, không nghe chánh pháp, hoặc nghe rồi lại quên. Thế Tôn, Bồ Tát trang nghiêm sắc thân, bà con nhiều, trang nghiêm phước đức, chưa trang nghiêm trí tuệ, vì thế thường kiêu mạn. Bồ Tát hành trọn trí trang nghiêm, tư duy chánh pháp, thân tướng gầy gò, Bồ Tát kiêu mạn thấy thế thường khinh chê, không cúng dường, càng tăng lòng kiêu mạn do mình phóng túng, không điều phục nghiệp ma. Bồ Tát kiêu mạn vì sắc thân là nghiệp ma. Lúc đó Đức Thế Tôn nói với Bồ Tát Hải Tuệ, hay thay, hay thay, ông khéo phân biệt giảng giải về nghiệp ma, Thiền Nam hãy lắng nghe, ta sẽ giảng nói về đạo diệt trừ nghiệp ma. Thiền Nam, tánh của các pháp là không, biết tánh các pháp là không, chúng sinh cũng không, tu tập tâm từ, điều phục tự thân là trừ nghiệp ma. Quán tánh của các pháp là không tướng, vì chúng sinh tu tập tâm từ. Quán tánh của các pháp là không nguyện, vì chúng sinh nguyện vào sinh tử để điều phục nghiệp. Quán tánh của pháp không tham, tánh của chúng sinh cũng không tham, độ chúng sinh thoát tham. Quán tánh của các pháp không sân, tánh của chúng sinh cũng vậy, nguyện trừ sân cho chúng. Quán tánh của các pháp không si, tánh chúng sinh cũng thế, nguyện đoạn si cho mọi loài. Quán tánh của các pháp không sinh diệt, vì trừ sinh diệt nên giảng pháp. Quán tánh của các pháp bình đẳng, tuy giảng ba thừa nhưng không bỏ đại thừa, không tham chấp tâm, ý thức, trừ các duyên, tu pháp trang nghiêm để giúp chúng sinh giải thoát. Làm mọi việc như không bỏ hạnh Bồ Tát, đó là trừ nghiệp ma. Lúc Phật giảng nói pháp này, Tiên Ma Ba Tuần trang bị bốn bộ binh đến cõi báu, như trước kia đã đến nơi cây Bồ Đề. Thấy vậy Như Lai bảo Bồ Tát Hải Tuệ, ông nói về nghiệp ma, ta nói về cách trừ nghiệp ma. Nên Ma Ba Tuần dẫn bốn bộ binh đến đây, ông định chống cự bằng cách nào? Bồ Tát Hải Tuệ thưa Thế Tôn, con muốn đem Ma Ba Tuần và binh chúng của chùa ra cõi nước trang nghiêm, còn con ở trong cõi ma. Lúc đó Tôn giả Sa Lợi Phất nói, Thiện Nam, thế giới trang nghiêm cách cõi này xa gần, Đức Phật ở cõi ấy hiệu là gì? Này Tôn giả Sa Lợi Phất, về phương đông cách đây hơn 12 hằng hà xa cõi nước, Đức Phật nơi cõi ấy hiệu Phá Nghi Tịnh Quang. Hiện đang giảng hành Bồ Tát thanh tịnh cho các Bồ Tát. Tam thiên đại thiên thế giới ở cõi đó có 1 ức ma, mỗi ma vương có 10.000 ức quyến thuộc. Lúc Đức Phật Phá Nghi Tịnh Quang còn tu ở cõi Bồ Đề, tất cả chúng ma đều đến. Bồ Tát giảng pháp cho chúng ma, giúp chúng đạt địa không thoái chuyển. Sau đấy mới thành Bồ Đề vô thượng, chuyển bánh xe pháp. Đại đệ tử và thị giả của Phật đều là ma. Chúng ma đó đều có thể giáo hóa chúng sinh. Vì thế ta đưa chúng ma ba tuần về đó trừ nghiệp ma cho chúng, trang nghiêm chánh pháp tối thượng của Như Lai. Nghe thế, Ma Ba Tuần kinh sợ, ngơ ngác nhìn quanh tìm chỗ thoát.
song bốn phương đều bị chướng ngại, không thể trốn thoát. Chúng muốn hủy thân cũng không được, mọi phương kế đều không làm được. Chúng lo sợ thưa Phật, Thế Tôn xin đấng đại từ cứu hộ chúng con. Phật nói, ba tuần ta không làm được, các ngươi nên hướng về Bồ Tát Hải Tuệ cầu xin sám hối. Ba tuần liền quay về Bồ Tát Hải Tuệ chắp tay thưa, Thiện Nam, từ nay ta không dám tạo nghiệp ma nữa, xin hiền giả nhận sự sám hối này. Bồ Tát Hải Tuệ nói, ta không giận các ngươi, Pháp Bồ Tát là luôn nhẫn nhục với tất cả. Ba tuần các ngươi nên về cõi đó để lạy Phật Phá Nghi Tịnh Quang, các ngươi sẽ đạt vô số lợi ích. Lúc này Bồ Tát đưa tay phải xoa đầu Ba Tuần nói, như các Bồ Tát không thanh tiết đối với các Pháp, ta dùng thần tông đưa các ngươi về đó. Lập tức Ba Tuần được đưa đến cõi kia, tới nơi Ba Tuần lạy Phật, ngồi qua một bên, các Bồ Tát ở đó thưa Phật, Thế Tôn, có sao cõi ta lại có những kẻ nhơ uế như thế? Phật nói, Thiện Nam, cách đây 12 hàng hà sa cõi nước về phía Tây, có cõi nước Ta Bà, Đức Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni đang giảng kinh đại tập cho vô số chúng. Ở đây có Bồ Tát tên Hải Tuệ đang giảng nói về nghiệp ma. Mà ba tuần này dẫn bốn bộ chúng đến chỗ Pháp hội ấy, Bồ Tát Hải Tuệ đã dùng sức thần thông đưa chúng về đây. Các Bồ Tát ở đó liền nói với Ba Tuần, Thiện Nam, người nên phát tâm Bồ Đề vô thượng, trừ nghiệp ma, chúng ta sẽ làm bạn với người. Nghe vậy mà Ba Tuần phát tâm Bồ Đề vô thượng. Các Bồ Tát mời Ba Tuần ngồi tòa sư tử, bảo, Nương diệu lực Phật, ngươi hãy nói về kênh đại tập mà Đức Thích Ca Mâu Ni đang giảng. Nhờ thần lực của Bồ Tát Hải Tuệ, Ba Tuần giảng lại những pháp đã nghe, không thiếu một câu một chữ. Các Bồ Tát liền thưa, Thế Tôn, chúng con muốn thấy Đức Thích Ca Mâu Ni và các Bồ Tát ở đấy. Đức Phá Tịnh Nghi Quang. Đức Phá Nghi Tịnh Quang bảo, đợi tí các vị sẽ thấy quả báo kia. Các Bồ Tát lại thưa, chúng con muốn thấy việc làm của Ma Ba Tuần ở thế giới ấy. Khi đó Đức Thế Tôn biết tâm ý của các Bồ Tát đó, bảo Bồ Tát Hải Tuệ, Thiền Nam, ông nên hiện cõi Phật này cho chúng Bồ Tát nơi cõi kia biết. Bây giờ Bồ Tát Hải Tuệ phóng ra ánh sáng từ 10 đầu ngón tay, ánh sáng đó xuyên qua 12 hàng hà sa cõi Phật, chiếu đến thế giới kia. Chúng ở đây đều thấy Phật Bồ Tát Ba Tuần ngồi tòa sư tử nói kinh đại tập ở cõi kia. Các Bồ Tát đều đứng lên hướng về Đức Phật Phá Nghi Tịnh Quang, cúi lạy rải hoa cúng dường. Hoa đó biến thành đài hoa. Các Bồ Tát ở đó thấy đài hoa, thưa Phật, Thế Tôn, đài hoa này từ đâu có? Phật nói, Thiện Nam, đó là hoa cúng dường của cúng dường ta, của các Bồ Tát nơi cõi Ta Bà. Các Bồ Tát thưa, Thế Tôn, là sao chúng con thấy được cõi Ta Bà? Phật nói, Thiện Nam, các vị hãy chí tâm kính lại ánh sáng này, tự nhiên sẽ thấy cõi Ta Bà. Nghe Phật dạy, các Bồ Tát làm theo, nên thấy được thế giới Ta Bà. Liền đảnh lễ Đức Thích Ca Mâu Ni, cúng dường hoa hương. Các Bồ Tát ở đây lại thấy tam thiên đại thiên thế giới đều ngập nước, như biển cả. Hoa của họ lại bay đến cõi báu, biến thành lòng báu che trên Như Lai. Ma Ba Tuần thưa Đức Phá Nghi Tịnh Quang, Thế Tôn, làm sao con trở về lại cõi báu? Phật nói, Thiện Nam, muốn trở về thì chí tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Hải Tuệ. Ba Tuần làm theo, lập tức được trở về cõi báu. Thấy Ba Tuần, tôn giả Xá Lợi Phất hỏi, người có thấy cõi Phật đó không? Ba Tuần đáp, Xá Lợi Phất, tôi đã thấy tất cả, thấy tất cả trụ xứ của các Bồ Tát thanh tịnh nơi cõi ấy. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi, ở đó ngươi có tạo nghiệp ma không? Đại Đức, tôi đến đó chuyên tâm cầu Pháp Bồ Đề vô thượng, sao có thể tạo nghiệp ma? Người chỉ tâm cầu Pháp Bồ Đề, thấy rõ nghiệp ma, càng siêng năng tu tập. Thấy Ma Ba Tuần trở lại, 6 vạn chúng sinh, 10.000 quân ma đều phát tâm Bồ Đề vô thượng phát nguyện, xin cho chúng con thọ thân như Bồ Tát ở cõi kia. Bồ Tát Hải Tuệ thưa, Thế Tôn, vì Pháp Bồ Đề vô thượng có nhiều oán địch, hay thay Thế Tôn, vì hộ Pháp nên tạo lập thần thông, nhờ sức thần thông nơi kinh này sẽ được tồn tại ở đời.
Phật nói: Thiện Nam, ta kiến lập thần thông tà nguyện trong căn lành là vì chúng sinh. Lúc đó Đức Phật bảo Tứ Thiên Vương: Các ngươi nên chuyên tâm bảo hộ đệ tử ta, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, những người thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói kinh này, không nên buông lung vì dục lạc. Ta này xuất hiện ở đời là để trừ bỏ phóng dật, bảo hộ chánh pháp. Liên nói chú: Tam dương tam ma tam dương, mạc độn nhĩ, bà la bạc đẻ đà nhĩ, đà na bạc đẻ, đầu di đà ra bạc đẻ, a bà tán đề, a ma lệ, tỳ ma lệ, sa tỳ la đề, ca la đề, ca la na, a lê a la bạc đẻ, a lệ bà tán đề, niết già đáng ni, a bạc đẻ mặc đề, ma hô mặc đề, ma la di đề, tỳ thủ đề, tỳ thủ đề, bạc đẻ, ni tác lệ, mạc hạng ni. Thiền Nam, đó là chú của Tứ Thiên Vương. Pháp sư thọ kinh này nên trì chú ấy. Sau đó tu từ duy niệm mười phương, chí tâm niệm Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương sẽ hiện đến trong giấc mơ hoặc tự đến bảo hộ. Khi ấy Tứ Thiên Vương thưa Phật: Thế Tôn, ngay chỗ này chúng con cùng quyến thuộc sẽ đến chỗ Pháp sư để bảo hộ. Pháp sư cần gì chúng con sẽ cung cấp để Pháp sư trừ bệnh khổ, đạt an lạc. Khi ấy Đức Phật bảo Bồ Tát Hải Tuệ: Thiện Nam, hãy lắng nghe chú của Đế Thích. Xà gia, mặc đệ, a bạc đệ, bạc đệ, ma câu lệ, tư đà bạc đệ, thâu ni đàn, đế yết lệ, đàn đế, đàm ma ni, đa ca lệ, xoa gia mục khư, a bạc đái na, niết già đái na, xa đệ tán đề. Kiều thi ca, a tô la đánh với chư thiên sẽ thắng, pháp Phật được tăng trưởng. Kiều thi ca, bố được an lạc nên hộ chánh pháp. Thiền Nam, đó là chú của Đế Thích. Thiền Nam, pháp sư muốn thuyết pháp, trước nên tắm gội sạch thân, cầm hoa thơm hướng về phía chánh đông kính lễ, lắng lòng niệm mười phương Phật, tâm từ bi thương khắp chúng sinh. Sau đó lên tòa sư tử, tụng chú này, nói: Kiều thi ca đến, Tứ Thiên Vương đến, diệt trừ chướng ngại phiền não cho đại chúng. Lúc đó Đế Thích và Tứ Thiên Vương sẽ đến. Nhờ vậy đại chúng thích nghe pháp. Thiền Nam, hãy lắng nghe chú của quân ma cùng quyến thuộc mười phương. Sa dương, sa ma bạc đẻ, sa ma mật đề, a phù lệ ma, la hô đẻ tào quật lệ, bà la đề, ca do lê, đẻ kỳ bạc đẻ, a lại ca ni, tỳ xá đồ ni, ni mặc đẻ, a bạc trì khu khu lệ, già la tắc ni, ư mục xí, xà mặc đẻ, ba la mục xí, bàn đàn na, niết già ni, hy đẻ, xà ma thi. Chỗ này có thể hàng phục tất cả luận sư ma chúng, đó là ấn Phật, không thể hoại được. Thiền Nam, pháp sư thọ trì đọc tụng chú này lên pháp tòa, niệm tâm từ bi thương yêu chúng sinh của Phật, tự coi mình là thầy thuốc, pháp giảng là thuốc hay, người nghe pháp là bệnh nhân, Như Lai là bạn tốt, chánh pháp thường còn. Nghĩ như thế, bốn bên nơi pháp sư ở, trong vòng một do tuần không có quân ma. Lúc đó Ma Ba Tuần thưa Phật: Thế Tôn, đệ tử Phật đọc tụng, thọ trì chú ấy, thanh tịnh thân tâm, con sẽ bảo hộ, không tạo quân ma. Nhờ sức thần thông của Bồ Tát Hải Tuệ, con từ bỏ nghiệp ma, bất cứ nơi nào trong thành ấp, thôn xóm có thuyết pháp, con sẽ hóa thân đến nghe pháp. Phật nói: lành thay, Ba Tuần có tâm đó, ngươi sẽ trừ được nghiệp ma và cũng sẽ đạt các pháp. Thiện Nam, hãy lắng nghe chú của Phạm Thiên. Ma đa già lệ, ca lâu na già lệ, vô kinh đa già lệ, ưu tị xoa già lệ, phật đà già lệ, đà ma già lệ, tăng già già lệ, tơ yết đa tỳ xà gia, ma ha tỳ đàn ni, tỳ thú đề mục nhĩ, ni ba, lệ đà ni gia, ô xà bạc đệ, ô xà nghiêm chi, nại đàn ni, đà ma ba đệ, sức đạt ni, tắc đà đệ ưu ba, bạc đệ, tỳ thú đệ, xà chiết đệ ưu ba xà di, ô lô ca gia, phà ma, tỳ lô ca gia phà ma. Ai muốn thọ trì chú của Phạm Thiên, nên hành phạm hạnh thanh tịnh, giữ giới, đọc chú này, thỉnh Phạm Thiên. Phạm Thiên,
Người nên đến ủng hộ đại chúng đó để chúng chuyên tâm nghe pháp, niệm tam bảo, chuyên bánh xe pháp, giữ gìn thành pháp, pháp sư điều phục các căn, chuyên tâm thanh tịnh, giữ gìn thân khẩu ý xuyên tu giới, nhẫn tinh tấn đa văn phát tâm bồ đề, tu bốn giới lượng lên pháp tòa tụng chú này. Lúc đó Phạm Thiên và quyến thuộc sẽ đến nơi giảng pháp. Khi ấy Phạm Vương bạch Phật: Thế Tôn, pháp sư đọc chú này, con trụ nơi thiền thứ nhất, nghe được sẽ bỏ pháp lạc, đến nơi đó cúng tám pháp, niệm nhớ rõ những gì đã nghe, tuệ tư duy pháp sâu xa, giải phân biệt nghĩa lý vi diệu, nhạo thuyết vô ngại, trừ tâm nghi, từ vô ngại hiểu rõ tất cả ngôn ngữ của chúng sinh, vô sở ý không ai hơn mình, pháp văn minh dạng đúng, thọ ký đúng. Thế Tôn, chúng con cùng giảng nói pháp này. Thiên Nam, sau khi ta niết bàn, chư thiên các vị nên bảo hộ chánh pháp. Lúc Bồ Tát Hải Tuệ thưa Thế Tôn: Sau khi Như Lai niết bàn, nên phó chú pháp này cho người tin hiểu để chánh pháp tồn tại lâu dài. Lúc đó từ tướng Bạch Hào, Phật phóng ra ánh sáng chiếu soi tam thiên đại thiên, thế giới nước hóa thân của Như Lai hiện cấp nơi giới 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nhiều vô kể. Các đức hóa Phật đều nói: Chư Phật nơi mười phương cùng Đức Thích Ca đều nguyện cho chánh pháp tồn tại ở đời. Vì sao chỉ tất cả quân ma ác độc đều không thể phá hoại pháp này? Trái đất có thể hoại, biển cả có thể khô, núi Tu Chi có thể nát, đâm chúng sinh có thể hợp, hư không có thể lường, bốn đại có thể dời, nhân nguyện của chư Phật thì không thể biến đổi. Lúc đó Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Ông lên thọ trì độc tụng giảng giải kinh này. Bồ Tát Hải Tuệ thưa Thế Tôn: Ở trong hội này có vô số Bồ Tát, có sao Như Lai dạy Tôn giả A Nan thọ trì? Đại chúng khi ấy đều nghi ngờ, không biết Hải Tuệ và A Nan người nào giỏi hơn. Biết đại chúng nghi, Phật bảo trưởng lão Ca Diếp: Chúng sinh trong tam thiên đại thiên cõi nước có nhiều không? Rất nhiều, thưa Thế Tôn. Ca Diếp: Giả sử tất cả chúng sinh đó đều thọ thân người, đều đến học hỏi Như Lai, thì pháp của Như Lai giảng không bao giờ hết, cũng không chướng ngại. Thiên Nam: Như trời đổ mưa không gì chướng ngại, tất cả các dòng sông đều đổ về biển cả, mà nước biển vẫn không thêm bớt. Pháp Phật nơi mười phương mà Bồ Tát Hải Tuệ thọ trì cũng thế. Ca Diếp: Giả sử chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành tựu đầy đủ tổng trì như Tôn giả A Nan, muốn so giới pháp của Bồ Tát Hải Tuệ thọ trì thì thật không được một phần trong trăm ngàn vạn phần. Lúc nêu giảng lời này, có trăm ngàn chúng sinh phát tâm Bồ Đề cho thượng, đại hoa thơm cúng dường Bồ Tát Hải Tuệ. Khi đó Bồ Tát Liên Hoa bạch Phật: Thế Tôn, người thọ trì độc tụng biên chép phân biệt diễn giải kinh này đạt bao nhiêu phước đức? Đức Thế Tôn nói kệ: Bảy báu chất đầy 3.000 cõi, cúng dường chư Phật ở mười phương, phước đức không bằng tinh thuận kinh, thọ trì độc tụng cùng phân biệt, công đức thành tựu từ bốn pháp, Phật nói vô lượng vô số kể, phát tâm Bồ Đề Bồ Tí Pháp, an trụ đúng pháp tu tập bi, bốn pháp khôn lường Phật dạy thế, người trí nghe hiểu không kinh sợ, tánh của hư không cõi chúng sinh, chánh trí Như Lai tâm Bồ Đề. Lúc nêu giảng pháp bảo tụ này, Bồ Tát đến từ mười phương đại hoa trôi nhạc cúng dường Phật, tôn trọng ca ngợi đồng thưa: Thế Tôn, người thọ trì độc tụng biên chép kinh này đạt vô lượng công đức, dù cho Phật nơi mười phương nêu kể cũng không thể hết. Vì sao? Thế Tôn, vì chúng sinh nghe kinh này không ai là không phát tâm Bồ Đề. Lúc đó tất cả chúng trời người, các thanh văn như Tôn giả A Nan, các chúng Ca Lâu La, Ca Tất Bà, người đời nghe kinh đều vui mừng, tinh thọ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.